Và ngay bây giờ là phần trình diễn trang phục bikini vô cùng nóng bỏng đến từ top 39 thí sinh vòng chung kết của Miss Gold Việt Nam 2019 trong trang phục áo tắm Xuân Thu, giày Dolly và trang sức Lovisa. Xin mời quý vị sẽ dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón các thí sinh trên sân khấu. Thí sinh đầu tiên, số báo danh 500 Nguyễn Thị Thu Hiền. Cô cao 1m69, nặng 47kg, chỉ số hình thể 80, 62 và 90. Thí sinh Nguyễn Phương Hoa, số báo danh 525. Cô cao 1m67, nặng 53kg, số đo 82, 66 và 90. Kính thưa quý vị, và người tiếp theo trên sân khấu ngay lúc này là sự xuất hiện của số báo danh 152 Lê Thanh Tú. Cô cao 1m70, nặng 52kg, số đo 81, 62 và 88. Chúng ta cùng chào đón số báo danh 313 Phan Cẩm Nhi. Cô cao 1m70, nặng 57kg, số đo 80, 64 và 98. Số báo danh 249 Kim Trà My. Cô cao 1m68, nặng 45kg, số đo 78, 60 và 86. Số báo danh 171 Nông Thúy Hằng. Cô cao 1m68, nặng 51kg, số đo 82, 65 và 91. Và bây giờ là số báo danh 053 Nguyễn Hà Kiều Loan. Cô cao 1m70, nặng 55kg, số đo 3 vòng 80, 62 và 94. Số báo danh 055 Nguyễn Tường Sang. Cô cao 1m70, nặng 55kg, số đo 82, 65 và 94. Số báo danh 447 Nguyễn Thị Bích Thùy. Cô cao 1m73, nặng 52kg, chỉ số hình thể 81, 65, 90. Số báo danh 099 Trần Thị Hoa Phượng. Cô cao 1m73, nặng 50kg, số đo 76, 60, 88. Chúng ta sẽ cùng chào đón thí sinh tiếp theo trên sân khấu của đêm nay, mang số báo danh 182 Trần Đình Thạch Thảo. Cô cao 1m75, nặng 53kg, số đo 81, 64, 90. Số báo danh 095 Nguyễn Thị Thanh Khoa. Cô cao 1m76, nặng 53kg, số đo 3 vòng 82, 66, 90. Số báo danh 534 Huỳnh Thị Thanh Dân. Cô cao 1m68, nặng 53kg, số đo 82, 64 và 90. Số báo danh 111 Hoàng Thị Bích Ngọc. Cô cao 1m74, nặng 55kg, số đo 87, 64, 92. Trên sân khấu tiếp theo, chúng ta cùng chào đón số báo danh 177 Phan Anh Thư. Cao 1m73, nặng 56kg, số đo 84, 63, 93. Số báo danh 446 Tô Mai Thùy Dương. Cô cao 1m67, nặng 49kg, số đo 82, 63, 90. Số báo danh 133 Lê Thị Thu.
Cô cao 1m68, nặng 49kg, chỉ số hình thể 78-61-90. Số báo danh 077, Trần Hoàng Ái Nhi. Cô cao 1m70, nặng 57kg, số đo 80-64-98. Trên sân khấu của Miss của Việt Nam tối nay là sự xuất hiện ngay bây giờ, số báo danh 123, thí sinh Trần Hoàng Phương Trang. Cô cao 1m69, nặng 50kg, số đo 77, 64 và 90. Số báo danh 007, Huỳnh Ái Xuân. Cô cao 1m71, nặng 60kg, số đo 89, 65 và 94. Số báo danh 080, Dương Thị Ngọc Thoa. Cô cao 1m72, nặng 55kg, số đo 85-64-91. Phần trình diễn của số báo danh 192, Trần Thị Thu Uyên. Cô cao 1m74, nặng 55kg, số đo 82-65-92. Và bây giờ là phần trình diễn của số báo danh 411, Lê Thị Mỹ Anh. Cô cao 1m72, nặng 51kg, số đo 80-66-90. Số báo danh 148, Tạ Huyền My. Cô cao 1m75, nặng 54kg, số đo 84-65 và 90. Và ngay bây giờ là sự xuất hiện của số báo danh 157, Phạm Ngọc Bảo Ngân. Cô cao 1m67, nặng 55kg, số đo 87-64 và 91. Số báo danh 048, Nguyễn Thị Thu Phương. Cô cao 1m75, nặng 53kg, số đo 81-64 và 90. Phần trình diễn tiếp theo thuộc về số báo danh 069, Lâm Thị Bích Tuyền. Cô cao 1m67, nặng 50kg, chỉ số hình thể 78-61-91. Số báo danh 190, Nguyễn Trương Diệu Ý. Cô cao 1m66, nặng 49kg, số đo 79-61-89. Số báo danh 025, Đinh Quỳnh Trang. Cao 1m72, nặng 59kg, số đo 87-67-93. Số báo danh 246, Lâm Quế Phi. Cô cao 1m71, nặng 54kg, số đo 82-63-92. Số báo danh 299, Hoàng Hải Thu. Cô cao 1m69, nặng 54kg, số đo 80-63-90. Số báo danh 071, Phạm Thị Anh Thư. Cô cao 1m75, nặng 53kg, số đo 84-63-91. Số báo danh 009, Nguyễn Thị Lan Anh. Cô cao 1m68, nặng 54kg, số đo 83-65-93. Phần trình diễn tiếp theo chúng ta cùng chào đón trên sân khấu số báo danh 356, Nguyễn Thị Quỳnh Nga. Cao 1m67, 55kg, số đo 77-62 và 100.
chúng ta cùng gặp gỡ trên sân khấu ngay bây giờ. 089 Trần Mỹ Ngọc, cô cao 1m72, nặng 56kg, số đo 846692. Số báo danh 028 Lê Trinh Trinh, cao 1m68, nặng 47kg, số đo 776288. Số báo danh 100 Nguyễn Thị Ngọc Điệp, cô cao 1m72, nặng 53kg, số đo 726192. Số báo danh 466 Trần Thị Mai, cô cao 1m72, nặng 53kg, số đo 846690. Số báo danh 481 Lương Thùy Linh, cô cao 1m77, nặng 57kg, số đo hình thể 896892. Thưa quý vị thân mến, vừa rồi trên sân khấu chúng ta đã gặp gỡ với 39 thí sinh. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ hãy cùng nhìn lại trên sân khấu sự xuất hiện trở lại của 39 thí sinh trong phần thi bikini tối nay. Và xin quý vị hãy dành thêm một tràng vỗ tay thật lớn và nồng nhiệt để cổ vũ cho tất cả các thí sinh của chúng ta. Xin được cảm ơn các bạn thí sinh rất là nhiều đã mang tới một phần trình diễn rất là nóng bỏng ở trên sân khấu. Và cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị đã dành những tình cảm yêu mến, những tràng vỗ tay thật là lớn, thật nồng nhiệt. Và đó chính là nguồn động lực để cho các thí sinh của chúng tôi tự tin hơn trong những phần thi của đêm nay. Xin cảm ơn quý vị. Cùng gặp gỡ trên sân khấu sự trở lại của top 39 thí sinh của Miss School Việt Nam năm 2019 trên sân khấu trong trang phục bikini. Người đẹp biển, người đẹp tài năng của Miss World Việt Nam năm 2019. Và những khoảnh khắc đầu tiên của đêm nay đã diễn ra ở trên sân khấu một cách tuyệt vời. Và ngay lúc này quý vị có thể nhìn ngắm thật là kỹ gương mặt cũng như thể hình, sự tự tin của 39 cô gái vô cùng xuất sắc lọt vào chung kết của Miss World Việt Nam năm 2019. Và ngay lúc này thì chúng tôi xin được công bố về những ứng viên sẽ cùng đến với danh hiệu Người đẹp biển của Miss World Việt Nam năm 2019. Và có một thông tin rất là thú vị và rất là vui dành cho các thí sinh mà tôi vừa nhận được từ ban tổ chức, đó chính là sau phần thi Người đẹp biển, với sự thể hiện trên sân khấu quá tự tin và quá đẹp ở trên sân khấu, ban tổ chức của Miss World Việt Nam đã quyết định không phải là 3 ứng viên mà sẽ là 5 ứng viên dành cho danh hiệu Người đẹp biển của Miss World Việt Nam năm 2019. Vâng, một tín hiệu rất là vui dành cho các cô gái của ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì xin mời
phong bao kết quả sẽ cùng được mang lên sân khấu. Xin được cảm ơn bạn. Kính thưa quý vị, và trên tay của Thái Dũng ngay bây giờ là kết quả của top 5 ứng viên với danh hiệu Người đẹp biển của Miss Go Việt Nam năm 2019. Và khi tôi đọc tới tên ai, xin mời các bạn sẽ cùng bước lên trên. Thí sinh đầu tiên nằm trong top 5 ứng viên của Người đẹp biển, số báo danh 182, Trần Đình Thạch Thảo. Năm Nguyễn Thị Thanh Khoa. Xin quý vị sẽ dành thêm một tràng vỗ tay thật lớn nữa để cùng chúc mừng cho top 5 ứng viên của Người đẹp